100% mà có hơn nghìn đô này. Không, nhưng mà nó bán siêu off đấy là model khác. Model 7520 anh đang giao thì nó ép sai kìa. 7520 em ạ, chứ không phải 7540. 7540 nó có siêu off đâu. Cái này hôm nay là khui thùng Dell 75 Dell Precision dòng đẳng cấp, workstation đẳng cấp của Dell nhé. Con này là hàng build CTO. Build CTO customize order là hàng này build đơn chiếc. Con này có nhập về được đúng một chiếc, con này bán xong nó bỏ trên website đi. Đấy, hàng này nguyên niêm phong, bảo hành 3 năm tại thị trường Mỹ. Nó chuyển vùng về Việt Nam thì bên mình sẽ cố gắng hỗ trợ khách hàng. Nhưng mà không cam kết bên này chỉ bảo hành 12 tháng và 15 ngày. À không, hàng build này thì không có 15 ngày đúng 1 đổi 1, nhưng mà hỗ trợ khách hàng chuyển vùng về, nếu mà chuyển vùng về được thành công thì sẽ được 3 năm bảo hành tại Việt Nam. Nếu mà khách hàng chuyển được thì bên mình sẽ hỗ trợ cái giá chuyển vùng về Việt Nam. Đấy. Hàng nguyên niêm phong, số service tag đây. Chứ cấu hình trên website, cấu hình để trên website thì tí nữa sẽ bỏ đi. Coi bảy này. Cái chất cấu hình này, con này coi i7 này. Các T2000 này nó sẽ cao hơn khoảng 30% so với các M1000. 4GB RAM 8GB, ổ cứng 500GB 7200. Con này khách tự nâng cấp một cái ổ SSD sau. Cấu hình của nó. Đấy, cấu hình máy đấy. Đấy. Ra khui thùng đi. Đúng rồi, quá xịn. Anh mới lên cấp mới chỉ mới dùng được 7510 đã dùng được. Không làm công việc được. Em kỹ sư. Sạch đây, sạch hai đường ở dưới. Kỹ sư về ngành gì vậy? Máy. Máy. Chuyên ngành của máy. Dòng này thiết kế nó đi. Rồi, mở ra. Mở cạnh cạnh ra hình hộ. Với cạnh phía dưới. Cạnh cạnh kiểm tra xem nó có vết va đập móc béo gì không, sử dụng gì không. Con này đang sử dụng bộ sản mình bỏ đi. Bên trong của máy nó cũng có cái này đây, 7540 này. Sạc Ovan. Bây giờ chuyển hết sang hoặc Ovan sạc 180W. Cái này là độ watt là cao hơn cái cân đựng 180W. 180W thì bằng M48. Cái móc đi. Có mỗi cái này xong rồi có mỗi cái đường. Khách build về còn có cái chỗ này, nó thiết kế chỗ nó vát này, sau này nó sẽ vát hơn cái trước, cái dòng trước nó được thiết nó thẳng.
bên này là hai cổng Thunderbolt này, một cái khe SSD này. SSD con này nó có khe, nó có cái thẻ này. Nhiều con ngày đời trước là nó không có cái thẻ. Bên này khe Express Card dùng bên Mỹ này, bên này tản nhiệt. Tản nhiệt bốn phía, bốn có bốn cổng tản nhiệt. Bên đây hai cổng USB. Hai cổng USB, hai cổng Thunderbolt. Đằng sau này thêm một cái cổng mini DisplayPort này, các mạng này và HDMI. Đằng sau này là trình chiếu, còn là hai bên là kết nối. À, thiết kế chỗ này nó cũng rất hay, sau tản nhiệt rất là nhiều. Bên này cái góc đấy, thiết kế cả cái chiều vát này cũng phát nhiệt luôn. Mười Pro bản quyền, em đọc số sơ ghi tác ở trong thùng. Sau 7 năm là 42. Con này có bàn phím sáng, backlit keyboard. Mình dùng một con không có, ai mà dùng. Nó gõ bất tiện. Trong thiết kế thì có giống lưng, bản nâng cấp của 7520, 7510, 7520, 7530. Mỏng hơn một chút. Thiết kế đằng sau chủ yếu nhìn đằng sau là khác nhau. Nó bắt rồi. Đây còn có cái gạt camera. Camera nó có cái gạt che. Trung Quốc camera này nhiều khi không quan trọng. Rồi, cảm ơn Duy. Em cần làm cái bản backup cho nó thì anh làm bản backup mất khoảng 15 phút đấy. Kép backup thì là lưu lại cái phần mềm của nó, giống như sinh ra mình lưu lại, về sau em còn cần cài đặt, em nâng cấp. À, về sau em thay ổ cứng thì em cần cái bản backup rồi. Hay là em có cái cách cài riêng của em? Cái này là Win bản quyền đúng không? Win bản quyền. Nhưng mà em cứ cài Win 10 Pro là ok. Và nó cứ làm phần mềm mà. Từ bản máy tích. Đúng rồi. Mấy phần mềm kia em cứ tự tìm. Tại vì nó đời vơ. Em cài một cái bản mà không phải nguồn gốc của nó thì em phải cài đấy. Em phải download driver để em cài. Đang quen rồi sao? Quen rồi gì? Không cần gì. Mà nếu anh bắt áp được cho em vào cái ổ em HDD này được. Được. Anh bắt lắp. Anh bắt lắp. Bình thường máy em vẫn tự cài thôi. Trong trường hợp mà các bác lại cho em một bản thôi nó rồi anh bắt đáp anh đi nào gỗ này em cũng không dùng mấy đâu bắt đáp anh này đi đây trong trường hợp mà em cài em có cái gì khó khăn trong đời vừa của em các bác ở đây anh sẽ quay trở về vị trí ban đầu cho máy ok anh giờ máy kể cả phía sau em mang ổ cứng lên đây anh cài cho em được. Con này bút lần đầu tiên bao giờ nó phải kiểm tra máy nó mới lên luôn, có đẹp không lên luôn. Số sơ vị tác của nó. Con này là có 4 khe nữa. Số sơ vị tác sao cho em. Mở cái mang trong đi đây. Con này còn có 2 cái 2 hoặc là 3 khe. Hình như 3 cái sao. Nếu mà 3 cái khe mở 2 SATA. Nếu mà trong cái bios này là như thế. Một cái mở SATA thì nó chung, tức là tùy em cắm chuẩn gì thôi. Nhưng khả năng nó sẽ có 3 khe của SSD. ...9750H. Thực ra mình chỉ cần 2 khe. Em sẽ dùng một ổ 500 PSD, một ổ này. Ừ, thế là đấy là em chỉ dùng một khay.
Rồi, thế thôi, giới thiệu thế thôi. Quá trình backup nó sẽ hơi mất thời gian. Mạch mạch backlit. Mạch lưu sáng. Chung, chủ yếu là cái cấu hình của nó, cái thân vỏ nó, vỏ carbon rất là xịn, đẳng cấp. Con này là build ít khi có sẵn, nhưng hiện tại bây giờ bên mình đang có nhiều cái 7510 với cả 7520 nhé, giá cũng rất hữu nghị. 7510 là hàng đi tôi biết trực tiếp từ Dell.com, nhưng không phải hàng đã qua sử dụng đâu. Rồi, xin cảm ơn.